truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Có chuyện gì mà ông kéo tôi vô đây vậy? Ông anh, tôi chán cái thân phận phải giả làm anh trai bà lắm rồi đó. Ủa, sao vậy? Bà nghĩ coi không có chuyện gì sao được. Từ cái ngày mà tôi vô đây á, Tuấn Kiệt lúc nào cũng coi tôi như cái gai trong mắt hết á. Lúc nào cũng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Kỳ vậy luôn á hả? Trời đất ơi, tôi đã nói Tuấn Kiệt á là phải quan tâm ông rồi mà. Trời ơi, cái đó là chuyện ngoài mặt thôi, chuyện trước mặt bà thôi. Còn mỗi lần mà không có bà đó hả, là bắt tôi làm đủ thứ chuyện trên đời hết. Nào là hả, dọn toilet nè, rót nước cho anh ta uống nè, thậm chí hả còn bóp chân cho anh ta nữa. Bà nghĩ coi làm sao tôi có thể làm được. Cái tên Tuấn Kiệt này. Đúng. Được rồi, đợi một chút, tôi sẽ đi tìm hắn ta đi xử đi. Không cần, không cần, bà cứ ngồi ở đây đi. Bởi vì tôi biết lý do để cho Tuấn Kiệt không còn phải làm cho tôi khổ sở vậy nữa. Lý do là gì? Chỉ có đúng một lý do thôi. Âu Anh, bà cũng biết á, là do Tuấn Kiệt á thích bà cho nên mới ganh tị với tôi. Thành ra là bạn gái tôi nha. Tôi biết rồi, tôi biết ngay mà. Tôi biết là kiểu gì bà cũng không đồng ý. Thôi cứ kệ tôi đi, cứ để cho tên Tuấn Kiệt hả đối xử với tồi tệ với tôi đi. Miễn á là tôi được ở bên cạnh người tôi yêu là được rồi. Ai nói là tôi không đồng ý? Tôi sẽ không làm cho ông khổ sở nữa đâu. Thiệt hả? Vậy á là ông anh đồng ý làm bạn gái tôi hả? Ai lại nỡ từ chối một người vừa đẹp trai nè, tốt bụng nè, thông minh nữa chứ. Chứ đâu có giống như ông Tuấn Kiệt đâu. Xấu, vừa đen, vừa học ngu, vừa lười biếng. Đã vậy còn mới game nữa chứ. Vậy bây giờ bà tính sao với cậu ta? Tính gì nữa, bây giờ á em đã là bạn gái của anh rồi. Anh muốn làm cái gì á cũng được hết trơn á. Vậy nha. Vậy bây giờ anh sẽ ếm bồi cho cậu ta không thể thở được nữa. Anh cứ làm đi, ai biểu dám ăn hiếp bạn trai của em chứ. Thả ra, thả ra. Thì ra cái tên cái Ulo này làm anh ngạt thở nãy giờ. Thật tình chứ, mày là mơ chứ không biết thiệt chắc chết luôn. À, đây là đâu vậy? Ủa thiên đàng hay địa ngục vậy? Cái gì giống nổi đây nhà tôi? Ủa, cũng kỳ vậy. Tự nhiên tôi đang ngủ cái người đạp tôi xuống đây hay sao á? Ông ngủ dưới sàn mà, phải ngủ trên này đâu mà đạp. Ủa đi đâu vậy? Ông ngủ nữa đi. Ở nhà tôi đi đâu kệ tôi, hỏi làm chi trời. Cái đó gọi là quan tâm. Hôm nay mày đặt xuống để chờ mình đi chợ chung nữa chứ. Muốn người ta đi chung thì cứ nói. Còn mày đặt xuống đi người chờ. Xong rồi, đi thôi. Đi đâu? Trời đất ơi, đi chợ chứ đi đâu? Ai nói là tôi đi với ông? Mày giỡn mặt với tôi hả? Cái vỏ nè, không đi với tôi thì đi với ai? Thì đi với Âu Lo, nãy giờ là tôi ngồi đợi Âu Lo mà. Âu Lo hả? Ừ. Thì Âu Lo mới trên trển xuống, đâu biết gì đây đâu. Cho nên á hả, tôi phải dẫn đi để tham quan. Từ sau rồi nè, đi thôi. Ủa, có ổng nữa hả? Không, chỉ có hai đứa mình thôi à.
Ăn gì không, mua về cho? Không thèm. Ăn gì không, mua về chưa? Tắn cho bây giờ vẫn mặt á. Thôi đi nha, ổng không ăn gì đâu. Cái đồ. Quanh này, Quanh thôi coi thử cái bài này đúng không Quanh? Đâu, để tôi coi coi. Làm đúng hết luôn vậy nè. Tuấn Kiệt của em giỏi quá à. Tuấn Kiệt mà, không làm thì thôi, làm là đúng hết trơn nè. Tuấn Kiệt của em đúng là số 1 đó nha. Không biết có thưởng gì không nè. Thưởng nữa hả? Chứ làm sao? Vậy cũng được. Liền đi. Làm gì hớt hải hải gì? Tôi muốn nấu nước pha hộp chào xã mới mua. À, nấu nước á hả? Đơn giản lắm. Chỉ cần lấy cái bình nước sôi, xong rồi đổ nước vô. Đó, xong rồi cắm ổ điện. Xong rồi. Rồi, xuống nha. Làm tiếp đi. Đúng hết rồi đó. Tự nhiên đọc bài cho phá đám. Ủa, không nói gì vậy? Không nói gì, ý nói cái bài làm được không? Đúng hết rồi đó. Thiệt đúng hả? Ừ. Chứ bà sao bà không khen tôi hả? Trời đất ơi, khen gì mà khen. Cái bài này dễ ẹt à. Nít 3 tuổi làm cũng được nữa. Bà đưa cho nít 3 tuổi thử giải được không? Bây giờ có học tiếp không? Ừ. Thôi ơi. Hả? Chị tôi nấu cơm. Nấu cơm hả? Nấu cơm thì chỉ cần vo gạo à. Biết cái nồi cơm điện không? Chỉ cần để gạo vô cái nồi cơm điện. Xong rồi vo. Xong rồi đổ nước vô. Nè, canh một lóng tay. Cắm điện vô, xong rồi. Đơn giản không? Rồi. Còn cái bếp điện sao? Còn bếp điện làm sao chị tôi luôn? Bếp điện hả? Ủa định nấu gì hả? Tôi định hâm chút đồ trong tủ lạnh á. À, đồ trong tủ lạnh á chỉ cần bỏ vô lò vi ba là xong rồi. Đâu có cần bếp điện gì đâu. Lò vi ba. Ủa khoan. Lò vi ba làm đâu vậy? Thôi, để tôi xuống chỉ cho. Cho nó dễ. À, gì vậy? Tôi xuống dưới chỉ cho Âu Lâm chút xíu. Ở đây học bài nha, rồi tôi lên liền. Nhưng mà tụi mình đã học bài mà. Thì tôi chỉ chút xíu à. Với lại á, Âu Lâm thông minh lắm, nhanh lắm. Học cái là nhớ liền nha. Lo học bài đi, tôi kiểm tra á. Chị tôi nấu cơm luôn nha, nấu cơm với nấu nước luôn. Đúng rồi, nãy giờ chưa nấu luôn á hả? Chưa, bây giờ biết hỏi nhiều cho nên đứng đây nè, đợi chạy vô thôi. Rồi, để tôi xuống chỉ cho. Tôi đi nha. Lên tôi còn đi lên học bài nữa. Vui vẻ quá mà. Mình không khen một câu. Khen nó thông minh. Mà thằng ông lo này mất dạy thiệt chứ. Trời đất ơi. Tự nhiên đang yên đang lành xuất hiện chiên mất. Trời ơi trời. Đúng với cái tên luôn á. Âu lo. Là mình lo muốn chết luôn. Rõ ràng là mình thích Âu Quang. Vậy cũng vô dành với mình nữa. Trời ơi. Thần tiên không làm thần tiên đi. Đi làm kỳ đà làm sao? Mình đặt cũng có tình cảm với mình chứ gì. Đâm ra vô tranh giành với mình. Được rồi. Tôi sẽ không để thua cuộc đâu. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.